Xin chào 500 anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với series tóm tắt Lenovo Tyson Slam trên Anime Wiki. Nối tiếp những diễn biến trong phần trước đó, cùng thời điểm Rimuru đang thở lên thở xuống với Michael thì ở Ingracia, Hinata và Tessarosa cũng đang có trận chiến của riêng họ. Đối mặt với Rainer, Hinata rút ra cây hàng được Rimuru tặng, tên nó là Ảo Hồng Tế Kiếm. Từng là thanh kiếm cấp độ độc nhất nhưng đã được Kurobe cải tiến và nâng cao chất lượng đến cấp độ huyền thoại. Nếu anh em còn nhớ thì trước đây Hinata hay sử dụng một thanh kiếm cấp độ huyền thoại có tên là Nguyệt Quang Tế Kiếm. Mặc dù Ảo Hồng Tế Kiếm có chất lượng thấp hơn nhưng nó có thể tái tạo hoàn hảo Thất Thái Trung Yên Thích Đột Kích, một tuyệt kỹ tất sát cực kỳ mạnh mẽ. Ngoài ra, Nguyệt Quang Tế Kiếm mà Hinata từng sử dụng khi đối đầu với Rimuru có khả năng phá hủy thể tinh thần trong lần tấn công thứ 7, còn thanh kiếm này có thể phá hủy thể tinh ngu. Nói cách khác, Ảo Hồng Tế Kiếm vượt trội hơn Nguyệt Quang Tế Kiếm về khoán hiệu suất sử dụng. Nếu em nào đã quên thì thể tinh thần là một trong tam vị tương thể cấu thành nên một sinh vật. Nó đóng vai trò lưu trữ ký ức và nếu bị phá hủy thì tỷ lệ cao là người đó sẽ nghèo ngay lập tức. Một vài trường hợp thì vẫn bảo toàn được linh hồn và sống sót. Còn với thể tinh ngu thì đây được xem là hộp đựng linh hồn, quan trọng hơn thể tinh thần nhưng cũng dễ bị tổn thương hơn. Vậy nên việc Ảo Hồng Tế Kiếm có thể phá hủy thể tinh ngu là đặc điểm khiến nó vượt trội hơn Nguyệt Quang Tế Kiếm. Trở lại với trận chiến thì sau khi rút vũ khí, như mọi khi, Hinata bắt đầu phân tích sức mạnh và tìm kiếm điểm yếu kẻ thù. Lúc này cô phát hiện ra Rainer trông giống con người nhưng dường như đã biến thành một sinh vật khác rồi. Bằng chứng là cách hắn cử động cơ thể rất lạ, cả đế giày và vai dường như cũng đang che giấu thứ gì đó. Chết đi, Rainer hét lên và vung kiếm về phía Hinata. Thay vì đỡ nó, cô nhanh chóng lách người để né tránh. Đây là một hành động chính xác bởi Hinata cảm nhận được thanh kiếm của Rainer rất nguy hiểm. Nó mang lại cảm giác mạnh mẽ hơn so với cấp độ huyền thoại. Đúng hơn thì thứ này ở cấp độ thần thoại rồi. Nếu đỡ trực diện nó thì chắc chắn Ảo Hồng Tế Kiếm sẽ vỡ nát cho mà coi. Thằng này trông cùi bắp vậy mà móc đâu được thanh kiếm ngon lành ghê. Nghĩ đến đó Hinata có một cái nhìn rõ hơn về sức mạnh của Rainer. Giờ cô đã là một thánh nhân và từng mang trong mình quả trứng dũng giả, thứ đã được để lại cho Chloe mà chưa bao giờ nở. Dù vậy thì sức mạnh với tư cách là một thánh nhân của Hinata vẫn không đổi. Nói là vậy nhưng giá trị tồn tại của cô cũng chỉ hơn 1 triệu mà thôi. Nó mạnh nếu so sánh với con người, thực tế là ngang ngửa với Garchen vì vua anh hùng của Dagon. Thế nhưng suy cho cùng thì Hinata không thể sánh được với Rainer, kẻ có giá trị tồn tại khoảng 2 triệu. Đương nhiên đây chỉ là xét về sức mạnh thể chất. Xét về kỹ lượng thì Hinata vượt trội hơn rất nhiều vì cô có ký ức và kinh nghiệm rất nhiều năm bôn ba cùng Chloe. Thậm chí nếu so với lần đối đầu Rainer trước đó thì Hinata hiện tại mạnh mẽ hơn rất nhiều, bởi vì sau lần đó Hinata mới đi du hành cùng với Chloe. Thế nên tổng kết lại thì xét về sức mạnh tổng thể, tính luôn chênh lệch về hiệu suất vũ khí thì Hinata vẫn mạnh hơn Rainer. Và nếu đấu solo với hắn, chiến thắng của cô sẽ được đảm bảo. Đó là trường hợp nếu thôi, vì Rainer là một tên khốn nạn và Hinata đã đánh giá sai hắn ở điểm này. Từ đầu cô cứ nghĩ thanh niên này chỉ là một nhân vật phụ thấp kém, nhưng ai ngờ hắn còn hèn nhát ngoài sức tưởng tượng luôn. Túm lại là Rainer chẳng có ý định chiến đấu công bằng tí nào. Lúc này thì Hinata tiếp tục né những cú chọc kiếm của hắn thêm vài lần nữa, cho đến khi cô canh đúng thời điểm và hất văng nó ra khỏi tay. Đó là nước đi đảm bảo chiến thắng của Hinata. Thế nhưng cô đã cho Rainer một cơ hội. Hừm, ngươi không mạnh như những gì đã khoe mẽ, nhưng nếu chịu đầu hàng thì... Ở thời điểm này, Hinata muốn bắt Rainer, sau đó đem hắn ra xét xử như một kẻ phản bội, rồi cho nếm đủ mùi vị đắng cay mà không có bất kỳ sự thương xót nào. Tuy vậy, tình huống hiện tại không ổn tí nào. Bằng cách nào đó, Rainer đã dẫn dắt Hinata vào vị trí mai phục của đám tay chân đi theo hắn. Tất nhiên là Hinata vẫn cảnh giác và thận trọng như mọi khi. Cô cũng chuẩn bị tâm lý cho các cuộc tấn công bất ngờ bằng cảm nhận ma lực rồi. Chưa kể lúc này Hinata còn được kết nối với mạng lưới truyền đạt tư niệm của Moss nên đã nhận được cảnh báo. Nhưng chớ treo thay, cô chỉ tập trung sự chú ý của mình vào Rainer. Nói đúng hơn thì Hinata không thể chú tâm đến toàn bộ 20 người một lúc được. Ở thời điểm các đòn tấn công sắp áp sát, Hinata hiểu rằng với số lượng kẻ địch thế này thì không thể né hoàn toàn được. Nghĩ đến đây, cô quyết định cắn răng cắn lợi, cắn tất cả mọi thứ để nhận lấy một số đòn tấn công. Sau đó thì Hinata Dono, Sien hét lên một cách bàng hoàng, nhưng còn nhanh hơn cả tiếng hét đó là vô số viên đạn ánh sáng tiến về phía Hinata. Lúc này Reno cũng cười lớn và tấn công cô. Dù không có kiếm trong tay, nhưng cơ thể hắn ta được bao phủ trong một bộ giáp cấp thần thoại. Đối với hắn rộng mỡ và tự nhiên có bốn bàn tay gầy gò cứng rắn phủ trong bộ giáp mọc ra. Chưa dừng lại đó, chúng biến thành bốn mũi giáo rồi đâm xuyên qua tay và chân của Hinata. Cô gục ngã xuống đất, thanh kiếm rơi khỏi tay. Nhìn sơ qua thì rõ ràng Hinata đã mất sức và gần như không đứng vững. Ha ha ha, mày đã hành động cao cả và dũng cảm, nhưng cũng chẳng giỏi hơn cái mồm của mày là mấy nhỉ? Quá là tự phụ, tốt nhất là nằm như vậy đi. Đồ khốn, đây không phải là một trận chiến công bằng sao? Sien hét lên trong cơn phẫn nộ. Thế nhưng Rainer vẫn cười và đáp lại rằng tội phạm thì không có bất kỳ quyền con người nào. Dù vậy nếu Hinata chịu khóc lóc và cầu xin tha thứ thì có thể hắn sẽ cân nhắc trì hoãn thời gian hành quyết cô. Nhưng trước tiên cô cần thể hiện lòng biết ơn của mình đã. Nói đến đây trên mặt Rainer hiện ra nụ cười, nhìn thôi là đủ biết hắn đang nghĩ đến những thứ đồ trị rồi. Đám thuộc hạ của Rainer cũng được nước hùa theo khi cho rằng mạnh nhất phương Tây cũng chỉ là đồ chơi trước mặt đại ca của mình mà thôi. Khỏi phải nói thì đó là những lời mang hiệu ứng bào mòn tuổi thọ của đám ngu ngốc. Hinata nhìn chúng với thái độ cực kỳ căm ghét và độc ác.
Cơ mà hiện giờ tình trạng của cô cực kỳ thê thảm. Phần lưng của thánh linh Vũ Trăng đã rách và để lộ làn da trần bỏng rát, dây chằng tay chân cũng đứt hết, khiến cử động cơ thể thôi cũng khó khăn. Dù vậy thì khuôn mặt đẫm mồ hôi của Hinata vẫn rất đẹp. Đúng chuẩn người đẹp thì tư thế kiểu gì cũng đẹp, đôi mắt đó vẫn chưa bao giờ mất đi ánh sáng. Vẻ mặt cũng trang nghiêm cho thấy Hinata chưa hề từ bỏ hy vọng chiến thắng. Nhìn cảnh cô bò trên mặt đất, Rainer sung sướng một cách kỳ lạ. Hắn hét lên với đôi mắt đỏ ngầu vì điên dại, khóc và cầu xin sự tha thứ, hoặc tao sẽ giết mày ngay bây giờ. Quả thực bình thường, nếu xét về nhan sắc lẫn sức mạnh thì Hinata như một đóa hoa thuộc hàng đỉnh của Chop, mà bãi cất trâu như Rainer không thể nào với tới được. Cũng vì thế mà việc chứng kiến tồn tại cao quý như vậy đang bò dưới trước mặt đã khiến Rainer cảm thấy thích thú. Đây đích thị là lần đầu tiên làm chuyện ấy rồi. Thực tế Rainer ngu nhưng không ngu đến mức tin rằng mình thắng được Hinata. Hắn vượt trội hơn về sức mạnh nhưng cũng không thể lật ngược được sự khác biệt về đẳng cấp. Nói về mảng kiếm thuật thôi thì Hinata đã bỏ xa Rainer vài năm ánh sáng rồi. Hắn đã phát điên khi đối diện với sự thật này và không ngần ngại dùng đến cái bẫy bẩn thỉu của mình. Nó không suôn sẻ lắm nhưng suy cho cùng thì kết quả vẫn ổn. May mắn một điều nữa là tác giả không để khuôn mặt của Hinata bị thương. Bởi Rainer rất thích nhìn cái mặt xinh đẹp đó nhăn nhó lại và kêu rên vì đau đớn. Giờ thì hắn ta tin chắc rằng mình đã chiến thắng. Cơ mà nếu giết con ả này sớm thì tiếc quá. Nghĩ đến đó đầu óc Rainer liên tục tưởng tượng đến các thú vui khác đang chờ đợi. Này làm nhanh đi, nếu không tao giết mày đấy. Lần này thì Rainer nói bằng giọng ớn lạnh vì hắn biết Hinata vẫn rất mạnh. Đó là bản chất của Rainer, một kẻ hèn nhát và rất thận trọng với những gì mình đang làm. Giết thì không giết nhưng nếu chặt bỏ tay chân đi thì có vẻ hợp lý. Còn Hinata thì cứ nhìn chằm chằm Rainer mà không trả lời. Chắc đúng là một con điếm tự mãn. Đã thế tao sẽ xin nhẹ một cái chân nhá. Dứt lời Rainer bực tức vung kiếm về phía Hinata. Cùng lúc đó thì ở phía bên kia, Tessarosa vẫn đang bận bịu với Vega. Cô cũng nhận ra Hinata đang gặp nguy hiểm nhưng không thể qua giúp đỡ được. Ngoài ra nhìn sâu vào ánh mắt Hinata, Tessa hiểu cô gái đó vẫn chưa từ bỏ. Vì vậy cô quyết định tin vào Hinata. Dù sao thì đó cũng là một trong số ít người đã chiến đấu hòa với Rimuru-sama. Cơ mà thực chất trận đó chủ tịch là người thắng ấy chứ. Chẳng qua rêu rao ra bên ngoài là hòa Hinata thôi. Tessarosa không biết rõ chuyện này cũng không có gì lạ. Quan trọng hơn ở hoàn cảnh này, cô tin rằng Hinata không thể chết dễ dàng được. Nghĩ tới nghĩ lui, Tessa biết nếu Hinata chết thì Rimuru có thể sẽ rất tức giận. Nhưng từ đầu cô cũng không được lệnh phải bảo vệ Hinata. Làm những thứ không được lệnh sao? Đây cũng là điều không xa lạ với thủy tổ. Tuy nhiên với trường hợp của Hinata sẽ khác, bởi không khéo có thể khiến cô ấy tổn thương lòng tự trọng và Rimuru lại không hài lòng vì Tessa tự ý làm việc. Tóm lại, Tessa quyết định khi nào Hinata xác định là cầm chắc cái chết thì mới ra tay giúp đỡ. Giờ cứ đối phó với tên quái vật này cái đã. Thực sự thì Vega là đối thủ phiền toái. Hắn có lượng ma tố nhiều hơn Tessa vài lần. Từ đầu cô nghĩ mình sẽ dễ dàng tiêu diệt tên này, nhưng mọi thứ không đơn giản như vậy. Giờ đây Vega đã bén rễ sâu vào lòng đất và có thể hấp thụ xác chết để chữa lành vết thương của mình. Thậm chí Tessa biết được hắn ta đã truyền sức mạnh ra khắp vương đô Inguasha, từ đó đã bắt và hấp thụ xác chết của đám quái vật đã bị tiêu diệt. Nó không làm tăng sức mạnh nhưng là cách hoàn hảo để bổ sung những bộ phận còn thiếu và cung cấp năng lượng. Điều này khiến Vega như thể bất tử vậy. Vẫn có cách xử lý hắn như sử dụng ma pháp hạch kích để thiêu rụi một khu vực rộng lớn. Nhưng để làm được như vậy thì cần phải biết rõ sự ảnh hưởng của Vega lan ra đến đâu rồi. Vấn đề này không đơn giản, vì chưa kể đến việc xác định mà có thể gây ảnh hưởng đến các công trình của Inguasha, đó là hành động bị cấm. Ngoài ma pháp hạch kích thì Tessa cũng không thể sử dụng những cách khác, bởi nếu dồn Vega vào đường cung, có thể hắn sẽ ăn người dân đang trú ẩn giữa lòng đất để tái sinh. Tóm lại ở thời điểm này, Tessa không thể và không nên giết Vega. Trong trường hợp đó thì rút lui là phương án nên tính tới. Dù sao từ đầu Rimuru-sama đã ra lệnh như vậy rồi. Từ góc nhìn của Tessarosa thì cô ấy hiểu mình đang ở trong một trận chiến không có cách chiến thắng. Tuy nhiên nhìn cái mặt của thằng đó xem, thái độ của nó thật khó chịu. Này này, sao vậy? Hồi nãy mày còn gáy to lắm mà, sao giờ chẳng làm được trò trống gì thế? Thật sự mà nói thì bình thường, dù có cao khịa cỡ nào cũng không dễ kích động được Tessarosa. Và cũng hiếm có ai khiến từ tận đáy lòng Tessarosa muốn giết người đó. Vega đã làm được điều khó như vậy đấy. Thấy cũng bực nhưng thôi cũng kệ. Bây giờ Tessa quả thực không thể làm được gì cả. Cô chỉ đang vung cây roi lửa của mình và đùa giỡn, trong tâm trí cũng thấy được 2 hoặc 3 bước đi tiếp theo của hắn. Cứ thế Tessa duy trì thế trận bế tắc đó, dù sao thì không lâm vào khó khăn là được rồi. Nhưng cô hiểu nếu có một yếu tố bên ngoài xuất hiện thì thế trận bế tắc này sẽ được phá vỡ. Nói là vậy chứ giờ xung quanh đây toàn kẻ địch, chưa kể còn có một thế lực bí ẩn đang đứng phía sau giật dây cho Vega nữa. Tính đi tính lại giờ chỉ còn có Vegreen là có thể thay đổi tình hình thôi. Cơ mà con mụ đó đang hộ tống Masayuki rồi. Nếu Masa là mục tiêu thì chắc chắn Vegreen sẽ không ngây thơ đến mức tự dẫn xác đến đây đâu. Ngoài ra Tessa hiểu rằng Feeway đang cố tình dùng Hinata và cô để dụ Masayuki lộ mặt. Rõ ràng mọi thứ đang có lợi cho Feeway. À, có thể gọi Carrera và Ultima. Cơ mà họ cũng đang có nhiệm vụ riêng. Nếu Chachon và những người khác đến được thì tốt biết bao. Nhưng Rimuru-sama sẽ không chấp thuận điều đó. Bởi giờ là thời chiến nên mỗi người đều có vai trò của riêng họ. Bằng chứng là trước đó Tessa đã nhận được một cuộc gọi thông qua phòng điều khiển. Họ đã ban bố tình trạng khẩn cấp và chuyển sang chế độ chiến đấu rồi.
mọi thứ cũng đang được gấp rút chuẩn bị cho việc kẻ thù xâm lược, không đời nào trẻ tròn có thể rời đi. Nói về chú bọ thì Tessa biết cậu ta là người duy nhất có thể di chuyển tự do, nhưng hầu như không bao giờ rời khỏi mê cung. Lý do là để hỗ trợ những thập kiệt khác, họ không yếu nhưng chưa đủ mạnh để đối đầu với kẻ địch hàng khủng. Nhân tố cuối cùng mà Tessa nhớ đến là Vendora. Đúng rồi, ông Made chắc quẩy nát phe địch luôn quá, nhưng ngặt cái là Vendora đang là mục tiêu của Michael. Chui đầu ra là hành động ngu xuẩn. Hàng tá nhân vật mạnh mẽ, nhưng đến cùng thì chẳng có ai có thể chi viện cả. Đúng lúc Tessa đang suy nghĩ điều đó thì một điều bất ngờ xảy ra. Nó đến vào lúc Rainer vung kiếm xuống Hinata. Keng, âm thanh giòn tai vang lên. Thanh kiếm của Rainer đã bị chặn bởi một thanh kiếm khác. Thực ra đó cũng chẳng phải là kiếm mà là một cái quạt lông, chẳng biết là làm từ lông con vật nào. Đúng vậy, còn ai vào đây nữa? Vengreen đã xuất hiện, vẫn nét đẹp kiều xa đó, mái tóc xanh lam đang sáng lấp lánh bay bay trong không khí. Hinata phải không? Đứa em trai khờ khạo đã nói cô từng chứng minh được mình có thể chạm đến những long chủng chỉ bằng cách phát triển và cải thiện trình độ kỹ năng. Có đúng vậy không, Tessa Rosa? Nói đến đây, Vengreen hoàn toàn phớt lờ Rainer và hướng mắt về phía Tessa. Đúng vậy đấy ngài Vengreen, tôi không nghĩ ngài sẽ đến đấy. Phu phu, cô nói đúng, tôi không có ý định giúp đỡ, nhưng Masayuki thì có. Vừa nói Vengreen vừa quay đầu sang nhìn Masayuki, nhưng khung cảnh đập vào mặt bà rồng đó là cô có sao không Hinata? Á, bằng cách nào đó Masayuki vừa hỏi vừa bóp véo Hinata. Thanh niên vẫn cố tỏ ra là mình ổn với vẻ ngoài trang nghiêm, nhưng bên trong nội tâm thì đang hoảng loạn vô cùng luôn. Cái quái gì đang xảy ra vậy nè? Masayuki tự hỏi như vậy khi bản thân anh ta đã mất hết cảm giác về thực tại. Nói đúng hơn thì từ tay phải của Masayuki chuyển đến một cảm giác mềm mịn, bộ não phải mất một lúc mới xử lý được mọi thứ. Hóa ra khoảnh khắc Masa tiến đến đỡ Hinata thì đã vô tình vấp lên viên sỏi dưới chân và bị ngã. Sau đó thì đè luôn Hinata xuống và thế đếch nào cái tay phải của Masayuki lại tìm đúng nơi mà nó cần đến. Chưa kể giờ cả hai còn môi kề môi gần nhau, từ đó Masa có thể thấy được cả lỗ chân lông trên khuôn mặt của Hinata. Đấy, Rimuru cứ tính toán rồi lên kế hoạch các thứ cho lắm vào. Giờ thì để nhân vật chính Masayuki nó vấp phải một viên sỏi thôi đã có được mọi thứ. Trách ai bây giờ? Trách viên sỏi thôi. Lúc này thì Hinata đang mở đôi mắt to lấp lánh như viên thạch anh tím đen, sống mũi cao cao và đôi môi căng mọng, làn da mịn màng trong suốt mà không cần tí son phấn nào, đúng chất người đẹp thuần túy luôn. Masayuki thì nhận thấy Hinata là một phụ nữ xinh đẹp, không lạ khi Rimuru cứ liên tục xăm soi hoài. Cơ mà nghĩ đến Rimuru chỉ là cách thanh niên dùng để trốn tránh thực tại thôi, bởi hơi thở của Hinata đang phả vào mặt Masayuki, mùi thơm dịu dàng từ nó khiến não thanh niên tạm thời bị choáng váng. Đúng chất chưa phê đâu, nhưng còn lâu mới tỉnh. Nếu trước đó không có những trải nghiệm lặp đi lặp lại qua những cái ôm của Vengreen thì có khi Masayuki đã ngất vì sung sướng tột độ. Vâng, tả cái đoạn này đến vài phút, thậm chí cảm giác như nó rất dài, nhưng thực chất mọi thứ chỉ kéo dài chưa đầy một giây. Giờ đây chiếc PC trong não Masayuki đã bắt đầu hoạt động lại và nhận ra mình không thể tiếp tục nhìn chằm chằm Hinata thế này được. Chưa kể cô ấy đang mở mắt đầy ngạc nhiên, đau đớn gì tầm này nữa, tự nhiên từ đâu chui ra bóc véo người ta. Masayuki hiểu rằng phản ứng của cô ấy như vậy là điều tất nhiên và bắt đầu lo sợ điều khủng khiếp tiếp theo sẽ đến với mình. Kèo này thì bỏ mẹ rồi, thanh niên tái mặt vì sung sướng, ý lộn tái mặt khi cố tìm cách đứng dậy. Nhưng ngay lúc đó Masayuki cảm thấy có thứ gì đó vừa sượt qua người mình, một cảm giác sợ hãi dâng trào. Masayuki, chữ Y kéo dài, người hét lên là Vengreen, đó không phải là giọng nói giận dữ vì người yêu mình đang bóp véo đứa khác trước mặt mình. Thay vào đó Vengreen lo lắng khi Masa bị ngã, bởi vào lúc thanh niên thực hiện cú bóp lịch sử của mình thì có ai đó đã tấn công cậu. Vengreen là người duy nhất nhìn thấy nó, đó là cuộc tấn công ngay cả Tessa Rosa cũng không phát hiện ra. Nguyên nhân không phải vì cô ấy sốc khi Hinata bị bóp, mà vì đang vội vàng tìm cách kiểm tra liên kết với Moss. Nhưng trước khi cô ấy liên lạc với Moss thì Masayuki đã tránh được đòn tấn công đó bằng cách vấp đá té ngã. Vâng, trách ai bây giờ, trách viên sỏi thôi. Nếu không có nó thì thay vì được bóp véo, Masayuki đã lên bàn thờ bóp chuối rồi. Chỉ vừa mới trở lại mà thanh niên đã chứng minh sự lợi hại của mình. Cũng như khoảnh khắc đó mà Masa nhận ra mình đang bị ai đó nhắm đến, khuôn mặt cũng tái như thịt trong tô phở và tự nhủ thầm vì bản thân đã may mắn sống sót. Ngay sau đó Hinata di chuyển, sẽ rất nguy hiểm nếu đứng yên một chỗ khi đang bị kẻ địch nhắm vào. Vậy nên cô đã lăn qua và ôm Masayuki vào lòng. Tôi thích cảm giác này. Masa cảm thấy tuyệt vời ông mặt trời vãi luôn, thật hạnh phúc khi được người khác ôm ấp. Anh ta cảm nhận được sự mượt mà và thoải mái khi mái tóc của Hinata sượt qua má, nhột nhột mà thơm quá. Điều đó đã khiến Masayuki như muốn thoát khỏi thực tại, nhưng còn lâu mới có chuyện đó. Chậc chậc, không ngờ ngươi lại có thể tránh được cú ám sát của ta đấy. Kẻ hét lên đầy phẫn nộ đó là một người đàn ông với trang phục đen và đôi cánh trắng trên lưng, hắn là Arios. Tên này xấu phó thác tối thượng đoạn tội vương, thứ có quyền năng gọi là che giấu tồn tại, từ đó khiến những người chịu sự ảnh hưởng không thể bị phát hiện cho đến khi thực hiện một vài hành động nhất định, kiểu gần giống tăng hình ấy mà. Cũng như thế mà Arios và Fiway đã ẩn nấp để theo dõi tình hình suốt thời gian qua, để rồi mục tiêu của họ Masayuki xuất hiện. Ngay lập tức Arios tung đòn kích liễu, nhưng viên sỏi đó, chưa kể cú bóp đó, ngã ở đâu gấp đôi chỗ đấy. Lúc này Arios đã sẵn sàng để thử lại lần thứ hai, nhưng có hai vật cản đã xuất hiện trước mặt hắn. Kẻ thù của Masayuki cũng là kẻ thù của tôi. Chả là vậy đấy, thần sẽ không để bệ hạ phải nhúng tay vào đâu. Bên cạnh Venom và Minus thì một lúc sau Bonnie và Chiu cũng đến. Thần đã được giao nhiệm vụ phải bảo vệ bệ hạ, vậy mà thần lại bỏ qua kẻ ám sát. Tội lỗi này thần sẽ
Không, không sao đâu. Thực tế thì từ đầu, Bunny và Jill đã ẩn nấp để bảo vệ Masayuki. Nhưng cũng như những người khác, họ không thể phát hiện ra Arios. Đối với họ thì đây là một sai lầm rất lớn. Tất nhiên, Masayuki đã hoảng sợ từ chối điều đó bởi cậu ta biết rằng nếu không làm vậy thì có khi hai người này sẽ tự tử để tạ lỗi luôn quá. Kết quả là cả bốn người đã đứng lên chống lại Arios và bảo vệ cho Masayuki. Cứ thế trận chiến chuyển sang một hướng đi hoàn toàn khác với nhân vật trung tâm là Masayuki. Và video cũng xin được kết thúc ở đây. Cảm ơn em đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video sau của Anime Wiki.